Có nghĩa mình hoang mang thôi đúng không? Hoang mang phần nào thôi, chứ phần nghèo là ông xã lo thôi, chứ còn chị Bảy thì lại cũng thấy bình thường, cũng không có gì sợ hết. Tại vì mình đâu có làm cái gì mà sai trái với lương tâm đâu mà mình sợ. Là dì Bảy kêu gọi mọi người ra ủng hộ dì Ba nha mọi người. Dì Bảy bỏ qua những cái áp lực về cuộc sống, về gia đình, về những người lời đe dọa. Dì Bảy vẫn miệt mài phụ giúp dì Ba. Giao cua hay gì vậy? Là đặt qua mạng cũng nhiều lắm. À. Có người đi giao. Em phải hỏi nhiều anh chị đặt ở trên đây, nhưng mà bây giờ đâu có người đang đi giao. Chú ơi, gì kêu bỏ con cua gì đó. Em đi kiếm cua đi. Cua để chơi. Dạ, cậu xích vô qua đây đi, con đổi cho cậu liền cậu ơi. Cậu gì vậy? Để đi kiếm cậu đi thôi. Đặt cua gì vậy? 2 4 8 6 2 4 8 6 4 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
Một ngày gì bảy có rất là nhiều số gọi tới nha mọi người, gọi tới đặt cua. Đây. Cả nhà ơi, hai cái số màu đỏ phải không? À, số màu đỏ. 172 024 74085. Đấy mọi người thấy không? 085. Ba số luôn nè. 85 86 085 84 88. Đây. Đây là những cái số điện thoại đó gọi điện tham dự chị Bảy. Do sao vậy Bảy? Số màu đỏ này không, không gọi thì gọi nhỏ là không nghe, là những số đó gọi điện mình nghe rồi. Nhưng mà gọi ông gọi ông nói sao vậy Bảy? Không nói được. Có một giọng người đàn ông này có mấy giọng? Một người. Nói có mấy câu. Dạ. Số nước ngoài không? Số nước ngoài không ạ? Số nước ngoài thì cái số mà do dưới bay là số nào á Dư Mươi? Có ba số nãy á. Dư Mươi kêu số. Cái số nào á? Con khoảng 200. 88 84 85. Không tầm 4 này không tầm. Cái máy của em nó vô. Đây số điện thoại do dưới bay đây mọi người. Ta số nước ngoài Hoa Kỳ. Rồi, Hoa Kỳ hết số 085 084 088 á mọi người. Đây đây đem chụp cái tấm hình. Đây là số điện thoại. Không có riêng một thôi. Gọi vào lúc khoảng mấy giờ vậy Bảy? 8-9 giờ. 8-9 giờ sáng tối hả? Sáng. À, 6 giờ sáng là gì vậy? Dạ. Cái này nè, tôi dì Bảy chạy cho cái chị mà nãy tôi đưa cho mình 700 kìa, đưa cho 700 kìa. 6 giờ sáng nha mọi người. Dì Bảy là vì người ta gọi nhưng mà dì Bảy không có muốn chia sẻ về những cái lời đe dọa đó nha mọi người. Dì Bảy cũng muốn yên ổn để vừa mưu sinh, vừa buôn bán, vừa phụ giúp với dì Ba. Bảy cũng không muốn thù chú oán với ai cả. Sau dì Ba thì đến dì Bảy bị đe dọa rồi, không biết thì sẽ tiếp tục theo ai nữa. Những người này chỉ là phụ giúp cho dì Ba thôi, buôn bán thôi, có gì đâu mà
hăm dọa, đe dọa người ta. Ủa dì Bảy là ông nói giọng Việt nè, ông nói giọng tiếng, nói người tiếng Anh hả? Giọng Việt mình á, đó là Việt Kiều á. À, nhưng mà cái nữ nam à? Hôm qua là cái giọng nữ khác, giọng thị Khang với Bảy không có nghe. Nhưng mà ngày hôm kia là giọng nam. Người Việt Nam Việt Kiều ở bên đó. Người Việt Nam mình đó. Số điện thoại cái mã vùng đó nước ngoài mà. Nhưng mà là số Mỹ. Số nước ngoài mà, số mã vùng nước ngoài mà, nó có yêu cầu. Nước ngoài nhưng mà người Việt mình, người Việt Nam mình nói chuyện chứ không phải là người. À đúng rồi, có người Việt Nam mình nhưng mà cái Việt Kiều qua bên đó đây. Hôm qua các bà kêu gọi chửi sao đi. Ôi chửi nghe mệt. Chửi nghe mệt lắm rồi. Nói chuyện khó nghe. Nhức cái đầu luôn á. Không có nhức đầu. Nhức cái đầu. Không có nhức đầu nhưng mà nói chuyện rất là dân chợ búa. Dạ. Đó thì cầm máy giùm chị Bảy à. Nói mất dạy cái này rồi. Thôi chị. Đây rất là thật tội nha mọi người. Có cái bia vô đây luôn hả không? Đâu có làm gì được ai đâu mà chuyện này chửi hoài. Đây giờ Bảy gầy quá. Dì Bảy có chồng từ năm bao nhiêu tuổi vậy Bảy? Hai mấy tuổi đó luôn, 23 tuổi. Dì Bảy rất là gầy nha mọi người. Và từ lúc mà phụ của dì ba tới nay thì ốm yếu hơn nữa. Nhăn nheo hết mặt. Suốt ngày bị đe dọa nữa. Bị hao hết mấy ký rồi. Sụt mấy ký luôn hả? Mấy ký vậy Bảy? Khoảng 3 ký không? 3 ký hả? Này đấy, cái tội nghiệp luôn mọi người. Đường buồn nên cái con mắt kìa. Rồi. Nói tí đừng có khóc nha. Khóc đâu. Nhưng mà rất là buồn. Bình thường có gì sợ đó các em ơi. Dạ. Mình đâu có làm gì đâu sai trái mà sợ. Mình đâu có làm gì sai trái đâu mà mình sợ. Có người nói là gì mày đừng quan tâm đến việc sự thế gian nha. Giờ em lại là cái gì mày. Rồi chị Bảy cảm ơn. Rồi mình gửi lên. Có nghĩa mình hoang mang thôi đúng không? Hoang mang phần nào thôi chứ phần nhiều là ông xã lo thôi chứ còn chị Bảy đi lại cũng thấy bình thường cũng không có gì sợ hết. Tại vì mình đâu có làm cái gì mà sai trái với lương tâm đâu mà mình sợ. Chị anh chồng có đồng viên gì không chị? Anh cũng cho chị phụ gì ba nhưng mà còn anh cũng lo, anh lo là sợ anh đi làm á. Có việc gì xảy ra là có mình chị Bảy nên anh sợ là anh sợ vậy thôi. Dạ là sợ những lúc mà không có anh ở đây á hả? Đừng buồn. Cười cười thôi chứ mà không vui lắm. Mất ăn mất ngủ luôn. Trời ơi, một người buôn bán bình thường mà mất ăn mất ngủ vì những cái lời người đe dọa. Cái này là chỉ thối giùm thôi. Chứ không phải là bây giờ nào. Nghe nói là có ai ra coi.
gom tiền giùm chị Bảy thì chị Bảy phụ chị bao những cái phần khác thôi, còn tiền thì chung chị Bảy cũng không có thích làm. Nhiều khi mình giữ tiền cái nó ghét. Đúng không? Đó, bởi vậy. Hai mai là có chuyện rồi. Ấy anh cũng thích dì Bảy phụ nhưng mà không có thích dì Bảy giữ tiền đúng không? Đúng rồi, nhiều khi giữ tiền nhưng mà không có cho, không có cho gom tiền. Dạ. Dì Bảy. Nhiều khi giữ tiền thì người ta miệng đời người ta nói này nói kia. Rồi ngày mai xảy ra chuyện rồi không có thích. Dạ. Thôi Bảy cố lên nha. Dạ, cố lên nha. Phụ gắng phụ cho dì Ba thêm ít bữa nữa. Người ba lắm đó. Dạ dạ. Mọi người gửi lời thăm dì Bảy nhiều lắm nha. Dạ. Còn đó, dì Ba là cùng họ với chị nữa. Cùng họ, rồi con dì Ba cùng một tên với lại anh của dì Bảy luôn. Dạ. Con dì Ba là Quỳnh Trung Hiếu và anh của dì Bảy cũng tên Quỳnh Trung Hiếu luôn. Rồi là cùng họ nữa nên dì Bảy thương dì Ba vậy đó. Dạ. Cảm ơn dì Bảy nha. Rồi gắng phụ dì Bảy. Dì Ba nha, đừng có buồn nha. Dạ dạ. Đây có vậy là cho quà đây. Ba lựa cho lấy cho hai con cua gạch đi dì Ba. Chúc cảm ơn cô nha. Có cua cốm không dì Ba? Ai bán hàng à? Không bán hả? Đây sao những gì dì Bảy đã làm và bị chỉ trích thì có rất nhiều người thương dì Bảy không? Nhiều người ủng hộ dì Bảy. Muốn vô cái gì đó của cái chú mấy chú nào đó biết nữa mà YouTube mà để mà trò chuyện ấy mà không biết vô, biết chắc vô. Dạ mấy bạn mấy anh chị cô đi. Dạ. Vô. Dạ. Vô cô đi. Vô ai vô giùm cô kìa. Vô cô nào cái mạng nào con? Cô mở khóa con. Hay là cô lấy số gì Bảy? Số điện thoại gì Bảy hả? Có rồi. Không. Bây giờ cô phải đi trực tiếp ra dì Ba để tặng quà luôn các bạn. Rồi. Cái này là Facebook của cô này, Facebook của ai? Facebook của cô. À Facebook của cô. À để con kết bạn Facebook với con nha. Rồi có gì cô vô. Hai. Cô tặng cái gì cho dì Ba vậy? Bà khí. Hả? Bà khí, bà khí nhà của cô hai bán. Cô lỗi gì cô hai muốn mổ mắt cho nên ba khía cô hai tặng mấy thằng cô hai rồi cô hai thấy con là người miền Trung cho nên không biết ăn nên cô hai không dám. Dạ dạ đây là ba khía thử đi rồi nhắn cô đem ra cô. Rồi rồi con có cái này. Bạn Facebook với cô rồi đó, về có gì con nhắn tin cho. Rồi rồi cảm ơn cô nha. Cô bán hả cô? Cô bán cô bán ba khía nha các bạn. Ủng hộ cô này. Đây là cô đem quà tới tặng gì Bảy? Tặng cho gì Bảy với dì Ba. Cảm ơn cô. Dạ. Đó. Đó. Tặng quà ba khía cho dì Bảy. Dì Ba khỏe không dì Ba? Khỏe. Dì Ba khỏe nha, gắng cố gắng nha. Cô gửi quà cho dì Ba nè. Cô gửi quà cho dì Ba nè. Ba khía dì Ba. Ăn lấy thảo nha. Và đây là cô dì Ba từ đầu đến cuối luôn. Dạ. Thôi dì Ba về, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cô quần máy lên đây cô hả? Quần 10. Dạ, cô thấy dì Bảy là người như thế nào cô? Quá tốt. Dạ. Con dì Ba? Nó ít hiểu nhiều, cô biết mà. Dạ. Có nhiều người đe dọa, gọi điện thoại đe dọa dì Bảy. Kệ đi. Kệ đúng không cô? Dạ, kệ đi. Cuộc đời nó là vậy á. Kệ đi, không sao đâu. Tại người ta vui miệng, ta nói gì thôi, kệ đi. Dạ. Mình cứ niệm Phật là nó sẽ qua hết. Dạ. Niệm Phật cũng qua hết. Có thể nhiều khi đôi khi người ta quá vui miệng người ta nói vậy. Yeah. Nhưng mà mình đừng có suy nghĩ tới thì nó sẽ không có cái gì hết. Yeah. Nó sẽ không có cái gì hết. Yeah. Thì khúc đầu cũng như khúc cuối, có bạn thì thêm đông. Yeah. Không có bạn thì nó cũng vậy thôi. Yeah. Thấy mấy chú ở đây giúp dì Ba với mấy cô này giúp dì Ba một cách nhiệt tình thì tất cả mọi người ở đây ta cũng nhìn vô ta thấy rồi. Yeah. Biết rồi. Dạ. Người ta cũng bình luận mấy chú rất nhiều nhưng dạ. Mà cô tên là gì? Là... YouTube của cô tên cô Hai. Cô Hai. À?
chỉ là dư luận thôi. Dạ. Ai nói gì nói. Dạ. Cô già rồi. Dạ. Cô bán mấy cái này nè. Dạ. Cô bán ở quận mấy để mọi người tới ủng hộ? Quận 10. Dạ, đường nào cô? Địa chỉ á, địa chỉ. À, chợ Hoa Hồ Thị Kỷ. À, lấy gần đây luôn. Gần đây. Cho địa chỉ rỡ ta thăm dò con hai tháo. Cô rất là dễ thương. Rồi. Ta thăm dò con hai. Rồi, con cảm ơn cô Hai nha. À, dạ. Thì chừng nào muốn ăn cái gì nhắn tụi con rồi. Dạ. Cô Hai đem lại. Dạ dạ dạ. Biết nhà thăm dò cô sợ. Dạ dạ dạ. Dạ. Cô chào tụi con nha. Dạ chào cô ạ. Dạ. Bảy nha. Chào ba. Chào phố Hồng. Dạ dạ. Về dạ. Bán cua này lâu lâu chạy về bán xoài nữa. Con về rất bận rộn. Chú sữa ngon có bị giặt không vậy? Chú sữa. Trái cây nha mọi người. Các bạn có đi ngang hẹp 565 này ghé ủng hộ chị bạn đi nha. Cái là cái mà cái ví dụ mà dì Bảy bị đe dọa thì anh thấy sao? Thì ý anh bây giờ là không muốn cho dì Ba, không cho, không muốn để cho bà phục dì Ba nữa. Dạ. Từ sợ như khi bị liên ca. Dạ. Không có đáng gì mà bây giờ có lời thăm dò giờ thì anh cũng lo vậy đó. Dạ, lo. Mình thì ở trong xa, ở ngoài sáng rồi. Dạ. Mấy người đó thì ở trong tối mình biết khi nào xảy ra. Dạ. Nên anh cũng lo nó thiệt luôn. Để nhưng mà để có anh tích gặp chị Ba để nói thì chị Ba biết. Dạ. Nhưng mà anh thiệt là không có nghe trực tiếp. Dạ, mình nhưng mà xã nó là, dạ, nó điện bằng thẻ. Nó điện bằng không phải thẻ đâu, số điện thoại nước ngoài. Chứ không có sao đâu, không yên tâm đi. Nó đe dọa vậy thôi chứ cũng. Nhưng mà anh nghĩ thí dụ có sao rồi là mình giải quyết bằng cách nào? Dạ, cái đó cũng lo lắng. Thì bởi vậy mình thì giờ mình đề phòng người dân hơn. Dạ. Nhiều khi anh đi làm mà giờ nghe nói vậy cũng không muốn đi làm rồi. Dạ. Anh đang đi làm á chứ bộ. Dạ. Làm điện công nghiệp nè, điện công nghiệp chứ là điện gia dụng nhà nè. Dạ. Nhưng mà mấy ngày trước, mấy tuần rồi thì anh đi làm ở bên Trung Sơn nè, rồi ngoài cầu Sài Gòn. Nhưng mà bữa nay là ngày cúng, thật ra anh nói cho ta anh nghỉ một hai ngày phụ bà xã. Dạ. Nhưng mà lo lắng quá mình nghỉ đúng không? Không. À, bữa nay là tại vì ngày cúng á, thành hàng nó hơi nhiều quá. Yeah. Phụ bê ra bê vô. Yeah. Nhưng mà qua ngày cúng thì anh vẫn đi làm. Yeah. Có nghĩa là ngày mốt á, ngày mai còn ngày 15 nữa, ngày mốt. Yeah. Anh chỉ nói vậy thôi. Nó tụi vị nó lo lắm. Mình có biết nó điền là bao nhiêu cuộc điện thoại không anh? Hình như là nghe bảo nó hai lần. Yeah. Yeah. Điền vào buổi sáng anh? Anh không có nghe nói là buổi nào. Nhưng mà bà chứ lúc đầu thì bà cũng giấu anh. Yeah. Nhưng mà từ từ thì bà cũng nói, nhưng mà anh không hỏi là lúc nào thôi. Yeah. Yeah. Nó nói nếu mà tranh anh dưng phí á, bà phí á, thì nó sẽ sang bằng sạch cái cây này. Sáng bông luôn hả? Nó nói với gì thấy hả? Xong rồi nó tắt. Nó rồi thì mình cũng lo chứ em. Yeah. Nó nói gì anh? Lời của nó là nếu mà bà xã mà tranh anh với chị phí á, thì nó sẽ sang bằng sạch cái cây này. Ồ, nó nói là sao? Nó nói vậy đó. Là bà xã nói lại cho anh chứ bạn không có nghe. Yeah. Anh không có nghe trực tiếp lời nó nói, nhưng mà bà xã nó nói lại cho anh vậy đó. Yeah. Anh nói bà thôi giờ nói với dì Ba để dì Ba hiểu, chứ không phải là mình đang phục dì Ba mà tự nhiên mình bỏ. Yeah. Nhưng mà bây giờ mình là người ngoài ánh sáng của nó ở trong tối, đúng không em? Rồi đối với chuyện đó nó sẽ đến thì mình sẽ làm sao? Mà bắt thình lình mình biết lúc nào, mà hiện giờ anh đang chuẩn bị đi có việc đi làm mà. Yeah. Nhưng mà anh nghe và cũng lo. Anh là chồng chị Bảy các bạn. Anh cũng đang rất là lo cho vợ. Anh là chồng của chị Bảy nha. Chồng của chị Bảy á. Rồi em cảm ơn anh. Cảm ơn.